Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Thì hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Minh Phú nha. Do thời tiết mưa thì mình cũng cố gắng phục vụ cho quý cô chú anh chị em mình xem có gì thông cảm nha. Thì sau đây gặp em Phú để báo giá từng loại cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm nha. Rồi, chào Phú. Dạ, chào cô chú anh chị và chào anh Thái. Hôm nay cũng về một số mặt hàng mini với bonsai này kia, đồ đủ thứ loại mặt hàng để phục vụ quý cô chú anh chị mình nha. Không mất thời gian quý cô chú anh chị mình làm vô, đầu tiên là cây mã số 1 luôn nha. Một cặp quý anh chị em, dạ. Gồm hai chậu bonsai mini nha. Dạ. Chiều cao của cây bên đây á là 50. Tán rộng của nó là 30. Cây kim cương cam ha. Dạ. Cái hoành của nó là 80 quý cô chú anh chị. Rễ quái luôn. Dạ, cây bên đây là Revisa, chiều cao 40, tán rộng 40. Hoành cũng 8 luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi, cặp mã số 1, cặp đầu lai này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 220.000, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Này về mình để bàn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây thái 5 màu quý cô chú anh chị. Cây lực ha. Dạ. Cây một cốt nhưng mà rất là lực cây nha quý cô chú anh chị. Hàng này em có số lượng tầm khoảng lô này khoảng 100 cây quý cô chú anh chị. Quay đại diện 1-2 cây. Rồi, chiều cao của nó 1m2 quý cô chú anh chị. Tán rộng của nó là 1m1 quý cô chú anh chị. Cái hoành ngay vị trí này là 23 hoành. Sổ đế của cây này là 30. Rồi, đo hạo cái củ này chỗ này là 40 hoành luôn nha quý cô chú anh chị. Rất là đẹp quý anh chị, dạ. Phơm tàn đặc quánh luôn. Cây mã số 2 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 420.000. Bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Năm màu thái quý anh chị đã. Năm màu thái, cây cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, cây mã số 3. Mai lên đủ loại mặt hoa cho quý cô chú anh chị mình chơi cầu trồng ở Salad luôn quý anh chị em. Dạ. Dòng này quý anh chị mình có thể về trồng cả đất á, cây rất là phát triển luôn. Dạ, chiều cao của nó là 50 quý 60 quý cô chú anh chị ơi. Tán rộng 50. Cây này em không đo hoành đo chiều cao với tán này quý cô chú. Ba chữ mặt hoa mình là cẩm tú cầu nha. Cây mã số 3 này giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150k, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cây mã số 4, cây cẩm thạch hai màu. Một màu đỏ và một màu vàng với cô chú anh chị. Phơm tàn gom rất là đẹp ha. Dạ, cây mã số 4. Chiều cao 65. Tán rộng 50. Hoành cây này á là 12 quý cô chú anh chị ơi. Mã số 4 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 230.000. Cây này có thêm một màu kim cương nữa quý anh chị. Ba màu. Dạ, ba màu. Rồi, cái này giao lưu quý cô chú anh chị mình là 230.000. Tiếp theo, cây mã số 5. Một cây tím tiết quý anh chị em, siêu bông. Dạ, tím tiết siêu bông. Cây một cốt, phơm tàn gom đặc ha. Chiều cao của nó là 1m chẳng quý cô chú anh chị. Tán rộng 80 luôn quý cô chú anh chị ơi. Hoành ngay vị trí này là 23 hoành. Cây mã số 5 này em giao lưu quý cô chú anh chị mình là giá là 380.000. Cây mã số 6, hai cây này một cặp ha. Dạ. Phôi rất là lực quý anh chị em. Chiều cao 1m. Tán rộng 80. Hoành vị trí này là 21 hoành quý cô chú anh chị. Sổ đế 30. Rồi, cái mã số 6 này cũng giao lưu quý cô chú anh chị mình là 380.000 luôn nha. Cây rất là lực ha. Dạ. Mã số 7. Một cặp cẩm thạch tím siêu bông. Cẩm thạch tím siêu bông dạng mini quý anh chị em. Dạ. Chiều cao 45. Tán rộng 50. Phơm tàn đầy đặc ha. Dạ. Để quái luôn. Hoành 11 hoành quý cô chú anh chị ơi. Cây bên đây đo cái hoành này, tại vì hai cây một cỡ luôn quý cô chú anh chị. Em lựa đều hai cây một cỡ luôn. Hoành là 12 hoành, cây 12, cây 10. Rồi, cây mã số 7 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 250.000 nha. Bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ, một cặp nha. Mã số 8. Cẩm thạch tím góc chế Mỹ quái quý anh chị em, vô dây bonsai à. Chiều cao 70 quý cô chú anh chị. Tán rộng của cây là 50.
cây này cái form nó về là chơi được rồi quý cô chú anh chị, không cần lớn nữa nha. Về quý cô chú anh chị cần bấm tẻ đầu thêm. Hoành ngay vị trí này là 13 hoành. Số đế của cây là 30 luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây cực kỳ đẹp nha, đo cái củ nở dưới này luôn. Hai giờ thông số cho quý cô chú anh chị mình xem luôn nha. Củ nở ngay vị trí này là 40 hoành. Rồi, mã số 8 này giao lưu quý cô chú anh chị mình là 650.000 nha. Đi nguyên chậu ha. Dạ. Cây đi nguyên chậu, khung nguyên bản giống vậy cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Cây mã số 9. Cây cẩm thạch quý anh chị em. Dạ, cẩm thạch đỏ quý cô chú anh chị. Đọt đỏ luôn ha. Dạ, đọt đỏ luôn. Cây rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 60. Tán rộng của cây là 55. Cái hoành của nó là 12 hoành. Rồi cái mã số 9 em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 190.000 nha. 190.000. Cây cẩm thạch đỏ cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo là cây tiểu Ấn Độ quý cô chú anh chị. Tiểu Ấn Độ đang chuyển mặt hoa nha quý cô chú anh chị. Nhìn nè, đây. Bông sập nè quý cô chú anh chị. Cây mã số 10. Chiều cao của nó là 70. Tán rộng của nó là 55. Hoành eo ngay vị trí này là 15 quý cô chú anh chị. Cây mã số 10 này giao lưu quý cô chú anh chị mình là 240.000. Cây tiểu Ấn Độ. Mã 11 là một ca phụng hoàng lửa. Phụng hoàng lửa. Cây đang vô búp nha quý anh chị em. Dạ. Cái cây như thế này thì đi nó không bị rụng hoa nha. Dạ. Chiều cao của nó là 55. Tán rộng của nó là 40. Cái hoành của nó là 11, hai cây một cỡ luôn quý cô chú anh chị ơi. Mã 11 em cũng giao lưu quý cô chú anh chị mình là 250.000 luôn nha. Cây nói chung là đang lên búp nụ hết trơn rồi quý cô chú anh chị. Rồi, mã 11 250.000 bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 12. Tục là cẩm thạch tím siêu hoa quý cô chú anh chị, cây hai chi rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó là 80. Tán rộng ở trên này là 30. Tán rộng của này dưới đây là 20. Cây hai chi nha quý cô chú anh chị. Một tầng trên một tầng dưới, cực kỳ đẹp luôn nha. Mã số 12. Em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là giá là 260k. Bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Tiếp theo là giấy tôm quý cô chú anh chị ơi. Một cặp ha. Một cặp luôn. Cặp này là 4 màu quý cô chú anh chị, mỗi cây là 4 màu. Em bao chuẩn 4 màu cho mình nha. Mã 13. Chiều cao của nó là 70. Cây bên đây là cũng là 70 luôn quý cô chú anh chị. Cái này là ghép gốc khơm Mỹ nha quý cô chú anh chị, chứ không phải khơm giấy ta nha. Đo hoành cây bên đây. Hoành cây bên đây đo được là 11. Hoành cây bên đây chắc cả 8 quý cô chú anh chị ơi. Rồi, mã 13 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 250.000 nha. Bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã 14. Ok, cẩm thạch cam cầu vồng quý anh chị em. Dạ, cẩm thạch cam cầu vồng. Dòng này giờ ít người ghép lắm quý cô chú anh chị ơi. Chiều cao của nó là 75. Tán rộng 50. Hoành của cây đo được là 14 nha quý cô chú anh chị. Rồi, mã 14 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 230.000 luôn nha. Mã 15. Tiếp tục là một cái cây gốc rất là lực luôn quý cô chú anh chị. Cẩm thạch đỏ quý anh chị em. Dạ. Chiều cao của cây là 50. Tán rộng của cây là 50 luôn quý cô chú anh chị ơi. Hoành ngay vị trí này là 19 hoành. Cái đế cuộn tròn ha. Dạ. Mã 15 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là giá là 250.000. Cây cẩm thạch đỏ. Tiếp theo là một cái cây cẩm thạch cam cầu vồng, mã số 16. Chiều cao của nó là 65. Tán rộng của cây là 59. Cái hoành
hoành em đo trên này đi quý cô chú anh chị, hoành ngay dưới này là 11 hoành luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi mã 16 này giao lưu quý cô chú anh chị mình là 230.000 luôn nha. Mã 17 lấy mini mà. Mã 17 cây hai màu anh chị em, cây hai màu, một cái màu cảm thạch cam cù dòng và một màu cảm thạch vàng cực kỳ đẹp luôn nha. Chiều cao của cây là 70 quý cô chú anh chị ơi, tán rộng của cây là 50, hoành hoành ngay vị trí này là 12 hoành. Mã 17 em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 230.000 luôn nha. Mã 18 vẫn tiếp tục là cẩm thạch tím hàng bonsai, cây một rễ co lắc quý anh chị em, cây thành phẩm mà. Dạ chiều cao của cây là 80 quý cô chú anh chị ơi, cái hoành ngay vị trí này là 15 hoành nha. Em đo cái sổ đế ở đây là 40, cây này sổ đế là 40, sổ đế là to quý anh chị. Dạ tán rộng của nó là 40 quý cô chú anh chị ơi. Cây là chia cành mấy cái này nữa về quý cô chú anh chị, mình về mình cứ bấm giật cho nó ra bánh thôi là mình chơi được rồi. Cái này em giao xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 700k nha, cây mã 18 đi 700k. Nguyên chậu, đi nguyên chậu giống vàng quý cô chú anh chị, đóng khung về luôn, đi nguyên chậu. Cái mã 19 tiếp tục là một cái cây cẩm thạch tím siêu hoa luôn quý cô chú anh chị, form tự nhiên ha. Dạ form tự nhiên, nhưng mà hồi xưa cũng có định hình dây từ lúc cái bo ghép nhỏ tới giờ quý cô chú nhi, để cho nó phôn tàn ra cho đẹp. Rồi cái mã 19 để cái cò quái à. Dạ chiều cao 60 quý cô chú chị ơi, tán rộng của nó là 60 luôn, cái hoành của nó là 17 hoành quý cô chú chị ơi. Mã 19 này xin giao lưu quý cô chú chị mình là 250.000 nha, cây cực kỳ đẹp luôn. Mã 20 tiếp tục là một cái cây, một cái cặp cẩm thạch tím siêu hoa quý cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 50, tán rộng của nó là 50, cái hoành bên đây là 12 hoành, cây một cặp luôn quý cô chú anh chị ơi, cực kỳ đẹp luôn nha, đế gọn nhẹ. Cái này không phải là cái rễ mà cái cây nha quý cô chú anh chị, tại vì chặt đầu đinh để ghép lùng lực. Rồi cặp mã số 20 này em xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 250.000 luôn nha, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Rồi tiếp theo em lên vẫn là những cái dòng mini, một cái cây cam lửa và một cây tím tuyết quý cô chú anh chị ơi. Chiều cao 40, tán rộng 40, hoành 10. Rồi mã số 21, mã số 21 một cặp này như vậy em giao lưu quý cô chú anh chị mình là 200k, bao phí ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Mã 22 cẩm thạch tím siêu hoa, chiều cao 40, tán rộng 30, hoành cái này là 6, chiều cao cái này của nó là 30, tán rộng 30, hoành của nó là 9. Và một cặp mã số 22 này cũng xin giao lưu quý cô chú anh chị mình là 200k luôn nha, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi tiếp theo là cái dòng Mỹ tàng mâm, Mỹ tàng mâm soi nha quý cô chú anh chị. Cây rin, chiều cao của nó là 50, cái hoành của nó là 9. Rồi một cặp như vậy em giao lưu quý cô chú anh chị mình là 230.000, mã số 23. Mã số 24 tiếp tục làm lên phôi quý cô chú anh chị. Phôi này tuy nhỏ nhưng mà rất có duyên nha. Chiều cao 60, hoành 10, sổ đế 30. Cây mã 24 này giao lưu quý cô chú anh chị mình là 170.000 nha, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ, bao sống luôn nha. Cây này khi đi thì em rút chậu bó bầu nha quý cô chú anh chị.
mã số 25, chiều cao 70, hoành 10. Cái mã 25 này cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình là sổ đế của nó là 40. Cái mã 25 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 180.000 nha. Bao phí ship toàn quốc, bảo hành sống như quý cô chú anh chị mình luôn. Khi đi thì rút chậu bó bầu cho quý cô chú anh chị. Cái mã số 26, chiều cao của nó là 65, hoành đo được là 11. Rồi cái mã 26 này giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng là 150.000 nha. Khi đi rút chậu bó bầu nha quý cô chú anh chị. Mã 27, dạ toàn bộ hàng này là một rễ cũng cực kỳ nhiều quý cô chú anh chị. Chiều cao 50, hoành 12, hoành sổ đế 40. Cây mã 27 này giao lưu quý cô chú anh chị mình là 150.000, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị. Khi đi rút chậu bó bầu cho quý cô chú anh chị. Mã số 28, chiều cao 60, hoành ngay vị trí này là 13 hoành. Cây này giao lưu quý cô chú anh chị mình là 180.000 nha. Cây mã 27 này, mã 28 giao lưu quý cô chú anh chị mình 180k, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị. Khi đi rút chậu bó bầu nha quý cô chú anh chị. Mã số 29, cây bay, chiều bay của nó là 40, cái hoành của nó là 9, sổ đế 40 luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi cái mã 29 này giao lưu quý cô chú anh chị mình là cũng là 170.000 nha, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Khi đi rút chậu bó bầu cho quý cô chú anh chị. Cái mã số 30, chiều cao của nó là 60, cái hoành của nó là 14, sổ đế của nó là 40. Cái mã 30 này giao lưu quý cô chú anh chị mình là 170.000, bao phí ship toàn quốc quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 31, chiều cao của nó là 70, cái hoành của nó là 12, sổ đế 40. Cây mã 31 này giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng là 180.000, bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Mã số 32, chiều cao 50, hoành 14, sổ đế 40. Mã 32 này giao lưu với cô chú anh chị mình là 180k nha. Mã số 33, chiều cao 70, hoành của nó 11, sổ đế của nó là 35. Cái mã 33 cuối clip ngày hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 170.000, bao phí ship toàn quốc với cô chú anh chị mình luôn ạ. Rồi cuối clip em cũng mong được sự ủng hộ quý cô chú anh chị mình gần xa nha. Cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã thời gian qua đã ủng hộ em trong nhiều clip. Rồi xin thành cảm ơn quý cô chú anh chị. Rồi hẹn gặp lại anh chị clip tiếp theo nha. Do thời tiết mưa nên mình quay đại diện một số mã số trong vườn thì còn có một số phôi rất là đẹp nha quý anh chị em. Nào cần sỉ thì cứ liên hệ nha. Để một rễ co lắc nha quý anh chị em. Rồi Phó Thái Vi chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ha. Hẹn gặp lại một clip tiếp theo nha.